ở phía sau mình giống như mình đi phượt. Đúng rồi, nó có cái lỗ cho nên là mình đi xuống dưới. Nó cũng mềm, nó cũng thoải mái á, rất là dễ thương. Rất là dễ thương ha. Ban đầu là do một cái chị bên khoa thấy bệnh nhân khi mà nằm ở máy lạnh không có nón thì bị lạnh đầu, đi xuống sân không có nón thì bệnh nhân rất là mặc cảm, tự ti. Thì khi đó thì bắt đầu chị mới lên cái ý kiến với công trình thanh niên, kế hoạch công trình thanh niên, thì tụi tôi cũng đi suy nghĩ ra. Nói chung là có thể làm cái băng đô luôn nhé, bóng ngang đầu. Tôi thấy cô Năm Tiền ở đấy mọi người quan tâm, rồi mọi người nhiều lúc mọi người cho tiền, rồi đợt này nó cho nón, cô thấy cũng rất là xúc động. Khi được tặng nón thì rất là vui và cảm thấy được sự chia sẻ của mọi người dành cho mình. Khó khăn thì vui hơn, cảm thấy bớt tự ti hơn.